Tôi là bác sĩ Nguyệt với kinh nghiệm nhiều năm trong điều trị với các khách hàng ở BB. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người cái cách để mình có gương mặt V-Line không phẫu thuật nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngày xưa ông bà ta thường hay ưa chuộng cái gương mặt phúc hậu là gương mặt tròn. Tuy nhiên với cái xu thế ngày càng phát triển thì tiêu chuẩn mới sẽ là gương mặt V-Line. Bởi vì khi mà chúng ta sở hữu gương mặt V-Line thì chúng ta nhìn sẽ thanh tú và gọi là thời thượng hơn. Mặt khác, những người mà sở hữu gương mặt V-Line thường được đánh giá cao hơn gương mặt tướng số. Chính vì vậy nên là gương mặt V-Line bây giờ trở thành một cái xu hướng mà bất cứ một cô nàng xanh điểm nào cũng sẽ lựa chọn. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều phương pháp để chúng ta sở hữu một gương mặt V-Line, từ những cái phương pháp cơ học như là massage tại nhà hay nâng cơ bằng thanh lăn, thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp mà bác sĩ da liễu hay thẩm mỹ sẽ chỉ định cho các bạn. Thì bây giờ bác sẽ chia ra làm 3 nhóm để cả nhà dễ hiểu ha. Đầu tiên là nhóm phẫu thuật, thì chúng ta sẽ cần sự can thiệp của dao kéo để chúng ta tạo cái gương mặt đó. Thì có thể là chúng ta sẽ gọt cằm ha, hoặc là mài cái viền hàm này đó, hoặc là chúng ta sẽ hạ cái gò má. Thì đó là những cái phương pháp mà chúng ta phải gây tê, thậm chí là phải gây mê để chúng ta đạt được cái hiệu quả của cuộc phẫu thuật. Và thậm chí khi mà chúng ta phẫu thuật thì có thể có rất là nhiều biến chứng và rủi ro. Thứ hai là cái nhóm bán xâm lấn. Thì trong cái nhóm này chúng ta sẽ xét đến đầu tiên là căng chỉ. Thì chắc có thể là cả nhà đã nghe cái phương pháp căng chỉ này ở rất là nhiều trên phương tiện truyền thông. Bởi vì đây là phương pháp mà gần như là rất là nhiều chị em đang quan tâm hiện tại. Thì khi mà chúng ta đưa chỉ vào thì bắt đầu những cọng chỉ nó sẽ bám vào những cái cơ của chúng ta, bắt đầu nó sẽ theo cái hướng kéo nâng chỉ, nó sẽ đưa cái đường cái gương mặt của chúng ta tạo cái đường nét V-Line. Và nhóm thứ ba là cái nhóm mà không xâm lấn. Chúng ta sử dụng những cái công nghệ máy móc. Thì đây là một cái nhóm mà hiện nay rất là nhiều chị em phụ nữ đang quan tâm và cực kỳ thích lựa chọn cái nhóm này. Vậy tại sao những cái công nghệ này lại đang dẫn đầu với trào lưu trong cái việc tạo gương mặt V-Line không xâm lấn như vậy? Thì bởi vì lý do thứ nhất sẽ là an toàn. Chị em phụ nữ chúng ta khi mà đi làm đẹp thì cái mối quan tâm đầu tiên khi chúng ta làm bất cứ một cái thứ gì trên gương mặt mình là nó có an toàn hay không. Bởi vì cái vấn đề này nó liên quan đến sức khỏe của chị em mình. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái công nghệ không xâm lấn thì nó sẽ rất là an toàn, không hề đụng chạm dao kéo, thời gian nghỉ dưỡng cũng rất là nhanh. Chúng ta không có phải tốn thời gian mà sau một cuộc phẫu thuật thì chúng ta phải băng bó, hay là vết thương sẽ lâu phải cắt chỉ hay là lâu tan bầm. Thì cái này là hoàn toàn ngày hôm sau chúng ta có thể là đi tiệc hay là đi trang điểm rất là bình thường, không có gì phải lo lắng cả. Thứ hai thì phải xét đến hiệu quả. Làm một cái gì phải có cái hiệu quả nó như thế nào, nó cao thì chúng ta mới lựa chọn. Chứ còn nếu mà chúng ta làm an toàn nhưng mà không hiệu quả thì cũng không thể nào mà chúng ta làm được. Thì hiệu quả rất là cao khi mà chúng ta thực hiện cái phương pháp này. Đặc biệt là những cái máy móc mà chuyên về nâng cơ thì hiệu quả có thể tương đương với một cuộc phẫu thuật nâng cơ mà chúng ta thực hiện. Và thứ ba là cái thời gian mà nó duy trì rất là lâu. Khi mà chúng ta làm thì hiệu quả có thể duy trì tầm từ 2 năm trở lên, nếu mà cái chế độ chăm sóc da tại nhà của chúng ta tốt, sinh hoạt chúng ta điều độ thì cái hiệu quả thì nó như mong muốn. Và thứ tư á là xét đến chi phí. Khi mà chúng ta thực hiện những cái máy móc không phẫu thuật á thì chi phí nó rất là phải chăng, và nó vừa với túi tiền của chị em mình hơn là chúng ta lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Công nghệ dẫn đầu hiện tại số 1 ở cả thế giới đó chính là Ultherapy. Vậy Ultherapy có gì mà nó lại là dẫn đầu xu thế như vậy? Ultherapy là công nghệ đầu tiên và duy nhất được FDA Hoa Kỳ công nhận về khả năng nâng cơ trẻ hóa da không xâm lấn. Và bởi vì Ultherapy có những cái độ sâu, khi mà chúng ta đưa cái đầu tiếp vào trong da nó đạt được độ sâu nhất là 4.5mm, thì cái độ sâu này bác sĩ đánh giá là độ sâu tương đương với một cuộc phẫu thuật căng da mặt. Bởi vậy nên là cái hiệu quả mà Ultherapy mang lại nó tương đương với một cuộc phẫu thuật da mặt nâng cơ mà chúng ta thực hiện tại các bệnh viện. Mỗi năm chúng ta sẽ mất từ 1-2% collagen, và chúng ta cứ mất dần như vậy cho đến khi chúng ta già đi và chúng ta chết. Thì công nghệ Ultherapy này á, nó sẽ sử dụng cái năng lượng sóng siêu âm hồi tụ vi điểm
nó sẽ đưa vào trong da chúng ta những cái sóng, và những cái sóng đó nó sẽ có tác dụng là kích thích sản sinh những collagen mới. Thì cái hay của cái máy Ultrasonobi này là cái độ sâu mà nó đạt đến. Thì chúng ta khi mà chúng ta đưa cái sóng với cái độ sâu như vậy, nó sẽ tác động tới cái lớp SMAT. Thì cái lớp này nó sẽ sản sinh collagen và tạo một cái lớp collagen vững chắc ở dưới để nâng cái nền tảng da chúng ta lên. Thì khi mà collagen đạt được tới cái một cái mức độ cao như vậy, nó sẽ làm lift những cái cơ, nâng những cái cơ lên, và khi đó da chúng ta sẽ trẻ hóa và nâng cơ một cách rất là toàn diện và mặt như lai khi mà chúng ta sử dụng công nghệ này. Bởi vì cái hiệu quả như mơ như vậy nên là hiện tại trên thị trường có rất là nhiều đầu tiếp và máy Ultrasonobi giả. Chúng ta là những người tiêu dùng thông minh, chúng ta nên lựa chọn một cơ sở thẩm mỹ tốt, uy tín, chất lượng để chúng ta trao mặt gửi vàng. Bởi vì là hiện tại trên thị trường, nếu mà nói về những cái đơn vị mà sở hữu Ultrasonobi thật thì chỉ tính trên đầu ngón tay. Còn những cái đơn vị khác mà chúng ta thấy là tràn lan giới thiệu là 5 triệu, 10 triệu chúng ta có thể bán được Ultrasonobi là hoàn toàn không có. Bởi vì cái chi phí mà chúng ta phải đầu tư cho một máy Ultrasonobi là lên tới cả tỷ. Và thậm chí trong quá trình mà chúng ta điều trị như vậy thì mỗi một khách hàng chúng ta sẽ có số like. Và một cái đầu tiếp như vậy chỉ sử dụng được cho 1 đến 2 khách hàng, bởi vì nó quy định số shot. Chứ không phải là chúng ta sử dụng một đầu như vậy, chúng ta sử dụng hoài mà không tốn vật tư tiêu hao. Quay lại rồi đây ha, thì bác đang thực hiện một liệu trình Ultrasonobi cho chị. Cái mong muốn là nâng cơ, tạo gương mặt V-line rõ nét hơn ha. Thì cả nhà có thể quan sát thấy là gương mặt của chị đổ cơ rất là rõ cùng hai bên viền hàm. Hai cả nhà quan sát ha, thì chị có cái hiện tượng đổ cơ rõ hai bên viền hàm nè, đồng thời rãnh mũi má của chị bắt đầu sâu rồi. Chị thì hiện năm nay cũng đã là 41 tuổi rồi, nên là cái hiện tượng đổ cơ hay lão hóa da là một cái quá trình sinh lý diễn ra bình thường thôi ha. Đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy rõ cái vùng mà mở mắt, những cái vùng cung mà bắt đầu sụp nhiều ha, mở mắt bắt đầu rõ hơn. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng ung thơ thì cái vùng cung mày nó sẽ nâng lên rất là rõ, đồng thời đường viền hàm cũng rõ hơn ha, gương mặt sẽ thon gọn, V-line hơn, đồng thời cái vùng rãnh mũi má cũng cải thiện rất là tốt. Thì khi mà làm cho chị khách này thì khách không hoàn toàn không có hề đau đớn hay gì cả, mà chị cảm giác hơi cho chích nhẹ một xíu thôi nha cả nhà. Khi mà chúng ta làm xong á, ngay lập tức thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả khoảng từ 5-10%. Tuy nhiên thì quá trình tăng sinh collagen nó vẫn diễn ra sau đó, và chúng ta sẽ thấy rõ nhất cái hiệu quả sau tầm từ 2-3 tháng sau đó ha. Vậy là cả nhà đã có thêm thông tin về một cái công nghệ gọi là đỉnh của thế giới về nâng cơ không xâm lấn và tạo gương mặt V-line hoàn hảo cho cả nhà này nhé. Rồi, tới đây thì bác cũng xin chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật là vui. Xin cảm ơn.